Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm trước, các con đã được học bài phép cộng phân số. Thì để củng cố về phép cộng phân số, thì hôm nay cô và các con cùng đến với bài luyện tập. Cô có bài số 1, tính 4 phần 3 cộng 11 phần 3. Thì ở đây các con thấy hai phân số này có mẫu số như thế nào? À, hai phân số này có mẫu số bằng nhau. Vậy thì cô sẽ lấy tử số của phân số thứ nhất cộng với tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. Vậy thì cô sẽ được 15 phần 3. Và ở đây các con thấy 15 phần 3 chúng ta có thể rút gọn được nữa vì tử số và mẫu số đều chia hết cho 3. Vậy cô sẽ được 5 phần 1. 5 phần 1 sẽ bằng 5. Vậy thì các con hãy cho cô biết, muốn thực hiện phép tính cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào? À, muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Rồi các con hãy nhớ chưa nào? Tiếp theo, cô đến bài số 2, tính 3 phần 8 cộng 2 phần 3. Ở đây các con thấy mẫu số của hai phân số này như thế nào? À, mẫu số của hai phân số này khác nhau. Vậy muốn thực hiện phép tính cộng hai phân số này thì chúng ta phải quy đồng mẫu số của hai phân số. Các con sẽ quy đồng vào nhé và ta được 9 phần 24 cộng 16 phần 24. Cô sẽ được 25 phần 24. À, vậy thì ở đây khi các con muốn cộng hai phân số khác mẫu số thì các con sẽ làm như thế nào? Thì khi muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Các con đã nhớ ra bài học chưa nào? À, tiếp theo cô đến với bài số 3, rút gọn rồi tính. Cô có phép tính 6 phần 15 cộng 2 phần 5. À, đề bài của chúng ta yêu cầu rút gọn rồi tính. Vậy thì trong hai phân số này các con thấy chúng ta có thể rút gọn phân số nào? À, ta có thể rút gọn phân số 6 phần 15. Vì 6 phần 15 tử số và mẫu số ta có thể chia hết cho 3. Vậy cô sẽ được 2 phần 5 là số mà chúng ta đã rút gọn được từ 6 phần 15. Và cô cộng cho 2 phần 5. Vậy cô đã ra được phép tính cộng hai phân số có cùng mẫu số. Thì cô sẽ cộng hai tử số của phân số đó và giữ nguyên mẫu số, cô được 4 phần 5. Rồi các con đã nắm được bài này chưa nào? À, tiết học hôm nay của cô đã kết thúc. À, các con chú ý làm bài học cẩn thận vào bộ câu hỏi và ôn lại phần phép cộng phân số có cùng mẫu số và phép cộng phân số khác mẫu số. Chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe và các con sẽ cố gắng làm bài thật